Halic. Và sau đây là chúng ta sẽ đi đến các bộ phận của bộ dụng cụ này. Thứ nhất là chúng ta gồm cái bình chứa mỏng nước theo khuôn nằm ngang, hai cái nắp đại hai bên màu xanh, một quả nạn và một cụm dây thừng với kích thước là dài 30m. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp cụm dây thừng vào theo như này. Chúng ta sẽ cột chặt cố định ở vị trí phía dưới này. Sau đó chúng ta sẽ bật hai cái nắp của đại lên và gắn vào những cái máu có sẵn bên này. Và tiếp theo đó là quả nạn, chúng ta sẽ đưa vào dây. Chúng ta sẽ xoay một góc, xoay thật nhiều kim đồng hồ và chúng ta đưa vào. Đã có